Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hưng Yên xuất hiện một số đối tượng lợi dụng lúc đêm tối thực hiện hành vi phun xịt sơn quảng cáo địa chỉ trang web cá độ cờ bạc lên các ghế đá trước cửa nhà dân và khu vực công cộng. Hành vi này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. 4 giờ sáng có hai đối tượng đến xịt cái ghế nhà tôi xịt cái màu đen trông rất là kinh. Cho nên rất là không biết cách nào thì mong là chính quyền làm sao cho cái khu dân cư nó ổn định như này thì mất trật tự quá. Qua ghi nhận, nhiều đường phố ở thành phố Hưng Yên bị các đối tượng xịt sơn quảng cáo địa chỉ trang web sv66.com lên các ghế đá nhà dân như trên đường Tuệ Tĩnh, Đông Thành, Dương Quảng Hàm, Đoàn Thị Điểm, Lê Lai, phố Phạm Hồng Thái, Huỳnh Thúc Kháng, v.v. Ngay cả các ghế đá công cộng ở công viên Nam Hòa, phường Lê Lợi cũng bị các đối tượng phun xịt sơn quảng cáo. Một số bạn trẻ tò mò tìm hiểu các dòng chữ trên ghế thì đó chính là địa chỉ các trang web cá độ cờ bạc. Em cảm thấy nó rất là mất thẩm mỹ, không được đẹp. Mà bây giờ mình truy cập vào những trang web như thế này có thể hiện lên những trang web như cờ bạc hay là cá độ. Em thấy có những tác hại xấu ở trong những trang web này.